Ok, hello anh em. Thì hôm nay mình có test qua cái hướng farm invitation của Cyrus để nhà đánh mấy con Guardian của Cyrus này. Làm mấy cái map này này, gọi là Conqueror đấy. Thì mình có chạy 30 set invitation. Thì mình đã chạy 29 set rồi, thì đây là mình sẽ chạy nốt cái set cuối để cho anh em xem là cách chạy của mình như thế nào. Và sau mình sẽ tổng kết lại profit toàn bộ 30 set của mình sẽ profit được bao nhiêu để cho anh em tham khảo. Vì hiện tại cái thời điểm này của league nó cũng gần như gọi là thời điểm end league rồi, nó cũng về hướng chạy map thì mình thấy cái profit đem lại nó không lớn nữa, tại vì một phần là cái lượng unique nó rơi ra từ map nó không còn giá trị cao nữa, nên là nó cũng có vẻ là không xứng đáng để chạy lắm, nên là mình đã bắt đầu chuyển hướng qua là chạy thử boss và invitation. Thì cái hướng farm invitation này thì nó có từ rất lâu rồi, hầu như nó có từ cái mình không nhớ rõ là từ thời điểm nào mà nó xuất hiện cái invitation đấy, mà bắt đầu từ cái lúc mà có invitation ấy thì là bắt đầu đã ra có hướng farm rồi, và mình để ý rất là khá là profit. Thì cái cách chạy của mình chỉ đơn giản là mình mở map rồi mình phi đến bot mình giết, mình không clear map, mình chỉ đánh dọc đường có con quái nào thì mình đánh thôi. Đấy, mình chỉ vào mình đánh nhặt cái mảnh ấy ra, mình lấy cái witness của Maven ở trên này. Rồi mình port về nhà. Vừa thế cứ tiếp tục cho những map sau như thế. Cho nên mình hết portal đi mua. Dạo gần đây mình để trên group thì cũng có một số bài viết chỉ về cách farm invitation này, thì mình có thể cái cách chạy này của mình nó không hẳn là cách chạy nó mang về cái lợi nhuận tối, gọi là cái lợi nhuận cao nhất có thể, nhưng mà đây là cái cách chạy mà mình thích chạy, vì nó mình khá là lười ấy, mình không muốn setup gì cả, mình chỉ việc setup mỗi Atlas Tree, mình mua map về, mua invitation về và mình chạy rồi, chả có sexton, chả có để ý gì cả, chỉ vào là chạy thôi. Đấy, như anh em vừa thấy nãy anh em rơi được cái này này, một cái invitation của Elder Slayer này bán được khoảng 130c một cái, và anh em chạy thì có tỷ lệ anh em đánh rơi được cái đấy, ngoài việc nhặt được mảnh và các map team 16 đi kèm thì có thể nhặt được invitation này nữa. Cái đấy thì cứ 130c một cái, anh em muốn bán được nhiều hơn thì có thể mang lên TFT để bán bug, nhưng mà mình nghĩ là dân farm ở trên đấy người ta cũng không mua bug cái này làm gì đâu, người ta mua trên trade từng cái một cho nó có vẻ lâu hơn đấy, nhưng mà nó tiết kiệm hơn, tại vì chạy cái này nó vẫn nằm ở cái gọi là giảm thiểu cái chi phí setup đi mà. Thường thì mỗi một map này mình chạy rơi khoảng 1 phút đến 1 phút rưỡi, nó tùy layout của map nữa. Vì những cái map nào layout nó xấu như map maze thì layout đi rất là khó chịu, nên mình chạy nó sẽ lâu hơn bình thường. Như map này chẳng hạn, layout nó phải đi một vòng tròn để đến cái cửa boss đây. Nhưng mà nó rơi vào được những cái map Conqueror nào dạng kiểu map Dune hoặc là Atoll, à không, không có Atoll, nó chỉ có ở tier Natural của team 16 thôi. Sẽ không có của Atoll, nó sẽ vào dạng map Dune thì mình thấy là sướng nhất, lao đúng một đường thẳng đến boss luôn, đỡ mất thời gian. Cái build mình đang chơi này là Self Shield Inquisitor dùng Spark đánh đam Lightning. Mình chọn chơi build này tại vì đấy, các bạn nhìn thấy này, chỉ việc đứng một chỗ cast skill ra và quái tự chết, nó cũng không không quá trâu đâu, mình đánh giá build này là nó không hẳn là mỏng nhưng cũng không hẳn là trâu lắm, vẫn rất có thể chết, rất có thể gọi là dễ chết bởi nhiều những cái hit dam của nó quá cái life pool này của mình ấy. Nhưng mà mình đánh giá là khá là ok để mà đi map. Mình đã chạy con này trên khoảng 300 map Crimson Temple Team 16 rồi. Thì đấy, farm bên này thì ngoài như việc nhặt mảnh hoặc là drop được fragment của Cyrus ra, thì anh em có thể đánh cái invitation thì nhặt được Maven Grid.
Vườn grid thì trung bình là cứ hai map, cứ hai invitation là anh em sẽ được full một miếng Maven grid, hoặc có thể dư được từ một hai sprinter. Ngoài ra là mùa này thêm mới là khi mà anh em chạy map mà có bật Maven thì có tỷ lệ drop được Awaken Gem. Nhưng mà mình thấy cái đấy là cái gọi là gì nhỉ? Lừa đảo. Để từ GG thì mình chạy 30 set, 30 x 4 là 120 map. Tức là mỗi set là 4 map thì mình chạy là tổng cộng 30 set rồi, và mình chỉ nhặt được có duy nhất là 3 viên Awaken Gem, và mỗi viên thì viên trị giá cao nhất của mình là 40C, là Awaken Element mình bán mất rồi. Còn lại hầu như toàn 10 với cả 15C. Nên là cái yếu tố đấy mình gọi là chạy cho vui, chứ còn để vào profit được từ Awaken Gem thì no hope. Đấy, ngoài ra nó còn có cái thẻ đấy đó. Thẻ này và thẻ Daily Orb và thẻ cho Cortex Corrupted 80C một thẻ. Ok. Vậy là mình đã chạy xong 30 set, và bây giờ mình sẽ đến phần loot và phần tính toán profit cho anh em nhé. Mình đã sort xong phần loot và tính toán xong cái phần profit của mình. Sau 30 set Cyrus là tổng cộng 120 map thì mình thu về được là tất cả là cái stats này, các bạn nhìn thấy đây. Thì mình có ghi chi tiết lại đây để mình bật lên cho các bạn xem. Đấy, cái cost của mình bỏ ra là 30 set mình mua ở trên TFT thì nó rơi vào là 3 divide cho 5 set. 3 divide cho 5 set và 30 set mình mua giá 17,5. Tại vì có một lần mình mua rẻ hơn một tí, thì đúng ra là nó sẽ phải đắt hơn. Và tiền cho invitation là 130C một mảnh, và mình mua tổng cộng là 30 mảnh, hết 130C thì tổng là 15,5 divide. Cái thời điểm mà mình mua thì divide nó đang là 240 thì 250. Hôm nay mình thấy thì nó có vẻ tụt xuống 245 hay 240 thì phải. Mình sẽ lấy giá là 245 đi. Tổng cộng cả chi phí mình mất là 33 divide cho full một cái 30 set này. Và đây là loot của mình. Mình nhặt được 30 set full của Cyrus bán trên TFT tại ra 0,45 divide trên một set. Mình cũng chưa rõ là hôm nay thay đổi chứ mới có một ngày. Tổng là 13,5 divide.
Ngoài ra mình có nhặt lẻ được 12 mảnh của Vena, 15 mảnh của Aosmin, 5 mảnh của Baran, 3 mảnh của Rocks. Ngoài ra thì có Synesis map và một số con QR và Guardian map khác. Đây mình sẽ để cái link này cho anh em xem cái loot. Nói kia thì vào xem cái loot này nếu anh em muốn. Thì mình có list xếp ra ở đây. Thì những cái loot mà anh em có thể bán được từ việc chạy invitation này đó chính là Guardian map, mảnh Cyrus, thỉnh thoảng anh sẽ drop map Cortex, những cái thẻ drop riêng từ boss này, rồi thẻ cho Synthesis map và thẻ cho Cortex. Cái này là 80C một thẻ, anh em có thể để nguyên này đổi dạng được. Cái thẻ này thì anh em đổi hết ta map, Synthesis map đi. Mình không chắc chắn lắm là cái thẻ này có đổi ra được Cortex không, vì mình nhớ là mình đã từng xem được clip là đổi ra được Cortex rồi. Thì anh em có thể đổi ra được thêm Cortex map thì anh em lại càng profit thôi. Còn không thì cứ 30C một một map Synthesis này. Đấy. Thì ngoài ra anh em có thể nhặt được những cái thẻ này là cho 10 Delirium Orb. Thì mỗi một Delirium Orb bây giờ trên TFT người ta đang mua lại là 7C một orb. Thì trong cả cái run này của mình thì mình nhặt được tổng cộng là hai set thẻ 10x orb và 13 orb ngoài. Tại vì Alatri mình có để daily thì cộng vào là được 23 orb, thì đây 700 mình nhân là 231C. Mình nhặt được full một miếng Simulacrum là 35C, 17 Maven Grid. Giá bán trên trade thì tại là 0,83 trên 1, thì nếu mà anh em bán nguyên cả 17 cục thì anh em có thể nâng giá lên khoảng 0,9 chẳng hạn, thì chắc là vẫn có người mua. Thì thường là dân farm Maven thì thường người ta sẽ ưu tiên là mua được càng nhiều càng tốt, nên là lệch lệch có một chút thì chắc cũng không sao. Mình 30 set là 120 map thì mình nhặt được về là 23 cái Elder Slayer Invitation này, thì 130C một cái thì là 2.590 trang. Ngoài ra mình nhặt được mà mình đi đường mình đánh kiểu đánh quái trên đường và đánh map boss ấy, nó rơi ra cho mình được 172 tiêm 16 map. Anh em có thể bán thẳng là 200 một map cũng được, hoặc là anh em có thể favorite một số map hiện tại đang là như kiểu Atoll, Strand hay Crimson Temple. Thì anh em favorite lại thì nhặt người bán tách những cái map đấy ra, không bán cùng lô như này. Lô map team 16 Uncorrupted thì thường sẽ bán là 200 một map. Thường là có thể người ta bán 3C nhưng mà mình thấy bán 2C map cho nó nhanh, đẩy cho nó nhanh ấy. Thì tổng cộng tất cả loot này lại, đây là loot, đây là không phải không có loot nào khó bán đấy hết nhá. Tất cả đều là dễ bán hết. Mình chỉ tính những cái nào bán được ở đây thôi. Bán được hết chỗ này thì phải sẽ về được 24,9 divide từ những cái này và từ set Cyrus set và Maven Grid thì sẽ là chỉ riêng Maven Grid và Cyrus set thôi là đã được 27,1 divide rồi. Thì tổng loot là sẽ là 52 divide. 52 divide thì trừ đi cho 33 divide. Anh em profit được 19 divide cho 30 set. Có thể không hẳn đấy, mình nói rồi, có thể cái hưng farm này không hẳn là profit nhất nhưng mà nó khá là nhàn đấy, chỉ việc chạy đánh map boss rồi xoay xoay tua lại chỉ việc như thế. Thời gian chạy thì cũng không khá, cũng không lâu đâu, mỗi một map mà tùy layout đấy, như mình nói tùy layout thì nếu mà layout đẹp thì nó sẽ rơi vào khoảng dưới 1 phút một map, thì 4 map là cho là 4 phút đi, cộng invitation chỉ 1 phút thôi, có khi chưa đến 30 giây và đánh phát là xong luôn rồi, thì coi như là 5 phút cho một lần chạy. Thì anh em có thể tính đến 5 phút cho một lần chạy thì 30 phút là đâu 30 set nhân với 5 là coi như là 150 phút chia cho 60 là anh em mất 2 tiếng rưỡi để chạy xong 30 set này. Thì coi như 2 tiếng rưỡi anh em lãi được 19 divide thì gọi là hơn được 8 đít 1 giờ được nữa. Mình tính tương đối thôi nhưng mà chắc là mình cứ tính cho nó dễ là khoảng tầm 5 divide 1 giờ, tại vì còn phải mất thời gian đi mua set này, mất thời gian đi bán đồ này. Nói chung là anh em chạy cái này thì từng đừng tính divide trên giờ làm gì cho đâu đâu cả, anh em cứ làm, vì anh em có vốn anh em có thể làm khoảng 100 set, anh em chạy hết trong một ngày đấy, hết trong một ngày xong rồi anh em ngồi bán đồ rồi tổng kết lại trong ngày. Đây là cái hướng farm gần như mình tính chả thể nào một lỗ được, nhưng mà nó yêu cầu một cái là build khá là nhanh và phải có đam nữa, có thể không cần thủ nhá nhưng mà phải có đam, đam mới có thể one shot được boss và phải nhanh thì mới có thể chạy được 1 phút một map được và invitation được 1 phút nữa.
giống như cái build của mình. Build mình chưa phải là nhanh nhất nhưng mà nó cũng tương đối, vì mình có mage blood nên mình chạy khá là tiện. Cái chỗ về cái chỗ loot này thì mình nghĩ nếu mà ngồi bán thì chắc chỉ mất khoảng tầm 30 phút thôi. Hầu như những cái này đều treo lên TFT, treo lên hầu như là bán khá là nhanh. Có cái đống map T16 này thì mình bán, mình nghĩ là bán sẽ bị chậm. Ngoài có cái đống trao lẻ này là ngoài ra mình nhặt được mấy cái viên Awaken Gem, mình bán ở chỗ này khoảng 100C. Đấy, tầm 100C. Về Atlas Tree thì trông nó hơi vớ vẩn. Mình vẽ về Atlas Tree của mình thì mình vẽ chủ yếu như này này, là mình lấy những cái điểm nào. Đầu tiên mình block hết con content này, mình để trừ mỗi daily ra thôi, thì vì mình chả quan tâm đến content này lắm. Để daily thì nhỏ ngũ hương thì mình đá ấy, để nhặt daily orb các thứ. Mấy cái điểm này thì mình cộng thừa thì những lần farm trước của mình, coi như mình mặc kệ rồi đấy, mình chả quan tâm. Anh em chỉ cần chủ yếu là cộng cái những cái điểm này này, cộng full hết điểm chance for map drop to be duplicated, và cái điểm này là increase effect of modifier on your non-unique map, tức là nó sẽ tăng cái quantity của map lên, và cái này nó cái effect của map mod nó tăng lên thì đồng nghĩa với cả rarity và quantity map sẽ tăng lên, và cái điểm và map drop duplicate này nó sẽ làm có tỷ lệ là map rơi ra sẽ được đúc, tức là được x đôi. Tức là ví dụ khi anh em mà rơi ra một map con cờ rời hạn, nó có thể tỷ lệ nhân đôi hai map, coi như một map như hai đấy. Mình có cộng 3 cái điểm cho drop con cờ map, Elder Shaper Guardian map và Synthesis map, ngoài ra cộng full nhánh của Maven này nữa. Các anh em không cần cộng đến đây đâu, thì mình trả được Maven nhưng mà kiểu mình bị thừa điểm đấy, mình không biết cộng ở đâu cả nên mình cộng bừa vào đây. Đây mình còn thừa cả điểm ra, mình cộng cả ra đây này, mặc dù trả điểm gì. Cái anh em cộng anh em lưu, nếu mà anh cộng điểm này nhá, thì khi anh em chạy map ấy thì có tỷ lệ 10% là anh em đánh con map boss đấy nó sẽ thêm được cả witness và cái Maven. Thì cái Maven này đây là witness của cái đánh 10 con boss này này. Thì khi mà anh em đủ 10, anh em có thể vào đánh con này để lấy thêm khoảng từ 2 đến 3 mảnh Maven Grid nữa. Coi như nó sẽ bổ sung thêm được vào cái nhặt Maven Grid của anh em. Nó không đáng là bao nhiêu đâu, nhưng mà cái run vừa rồi mình chạy được khoảng 5 lần như thế là mình thêm được nguyên một mảnh Maven. Đấy, chung là nó cũng khá là ok đấy. Mình nghĩ thêm vào nó cũng không thì sai đâu. Nên cái mảnh đấy nó là cái này này. Cái này thì mua có 3C một cái thôi, nên nó cũng cost của nó cũng chả có gì cả. Ở đây thì đây là cái hướng farm invitation này, thì nó cũng có nhiều khá là nhiều hướng dẫn đấy, nhưng mà mình có search qua thì cũng mình nghĩ nó cũng không có nhiều nhiều nội dung làm về cái này lắm, nên là mình sẽ nghĩ mình làm như một clip ngắn để cho anh em tham khảo. Biết đâu anh về thời điểm này anh em chưa biết farm thì hạn, có thể farm cái này cho vui. Mình vì profit mình thấy nó cũng khá là ok mà, không đến mức nào. Tại vì mình chạy map cũng khá là chán rồi ấy, thế mà mình chạy Crimson Temple hơi nhiều nên mình muốn đổi farm một chút. Có thể sau cái này mình sẽ đổi sang chạy Maven hoặc là chạy Uber Boss chẳng hạn. Vì con này của mình thì có khả năng đánh được ôn Uber Boss, mình đã đánh thử Uber Maven, Uber Cyrus, còn Searing Exact và Ether Blue thì mình chưa đánh đâu. Uber Elder thì mình cũng chưa thử, và khả năng mình cũng sẽ thử nó để xem cái khả năng cái build này của mình đến đâu. Tại vì cái build này của mình thực ra mình build chưa phải là mạnh nhất, đồ đạc của mình nó cũng bình thường thôi. Tổng cả build này của mình chắc nó rơi vào khoảng 100 divide cho toàn bộ cái này, trừ cái Mage Blood này, có thể hơn hơn 100 tí. Mình giá đồ bây giờ thì mình không rõ là bao nhiêu, nhưng mà mình nghĩ là nó giảm rồi, không đến 100 đâu. Ok, chào tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em lại ở video lần sau. Nếu anh em có ý kiến hay thắc mắc thì em có thể comment ở bên dưới mình sẽ đáp nhé.